Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng vừa chủ trì cuộc họp giao ban tháng 2 năm 2024 về các dự án đường dây 500 kV mạch 3 nhằm đánh giá tiến độ công tác thi công cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các dự án này. Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án. Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra công trường và chủ trì cuộc họp trực tuyến với 9 địa phương, EVN, EVN-MPT và các ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung đã chủ động, khẩn trương triển khai ngay các nội dung công việc theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Đại diện lãnh đạo EVN cũng báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, trong đó nổi lên là những vướng mắc liên quan tới quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các thủ tục tác động vào rừng để làm đường thi công, bãi tập kết nguyên vật liệu, tiến độ bàn giao mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến ở một số địa phương còn chậm. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo 9 địa phương và đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình triển khai dự án tại địa bàn, đồng thời kiến nghị cần sớm có tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để đưa địa phương thực hiện một số thủ tục còn lại. Các địa phương cũng cam kết sẽ quyết liệt chỉ đạo, nỗ lực hết mình để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo tiến độ đề ra, hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải quyết các thủ tục, đảm bảo thi công. Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của các địa phương và một số bộ ngành, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của dự án đường dây 500 kV mạch 3 và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với dự án này. Bộ trưởng đề nghị các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là chủ đầu tư, cần tập trung, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như các bộ ngành, địa phương chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để kịp thời giải quyết ngay các vướng mắc trong tháng 2 năm 2024, nhất là các vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng rừng và thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công và làm bãi tập kết nguyên vật liệu, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với EVN và EVN-MPT trong quá trình thực hiện các dự án trong thời gian tới để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.